Chiều ngày 23 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành vì dính líu tới sai phạm về đất đai. Ông Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khởi tố và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nghĩa. Cùng tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Dương Thị Duyên, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Quang Thảo, tổ trưởng tổ đền bù và ông Bùi Văn Hồng, viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Long Thành. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, 4 bị can trên bị khởi tố vì liên quan đến vụ sa sèo đất công tại cụm công nghiệp Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Sau đó, phần đất công này được phủ phép để hưởng lợi hàng chục tỷ đồng. Khi vụ việc bị phát giác, một số cá nhân đã khắc phục hậu quả.